Người đánh rồi, rồi ta mới có cơ hội để đánh ngươi. Cả lâu ăn thế nhỉ? Úi trời ơi. Từ mai mình không sợ bọn hacker nữa. Mình đã có cái ấm cổ này, không phải sợ bọn hacker nữa. Giờ nó đến đây chỉ có chết với mình thôi. Buồn ngủ ấy. Quả là tuần anh ta đau quá. Nhất định phải trả đũa. Hôm nay phải dinh được nó để đánh nó mới được. Giết bằng được ấy thôi. Đi thôi. Này, bắt được nó ta. Quay cho chú, nó tới nhỉ. À, nó đi câu cá mà lại ngủ quên à. Có cái ấm thằng này kia, ngươi để đến đây cho ta. Tốt lắm. Hôm nay ta sẽ đến giết nó. Đi rồi. Thế nó tấn nhá. Ô, đâu đâu, cá à? À, hai thằng cái cồn mày lại đến nộp mạng cho tao. Hả? Hôm nay muốn đến khiêu chiến với ngươi. Thế thì các ngươi lại muốn chết rồi. Để ta đi lấy báo vật. Ủa? Ấm cổ của ta đâu rồi? Ủa? Hay là cá nó lôi xuống rồi nhỉ? Ngươi đang thấy thiếu cái này à? Tại sao trên tay ngươi lại có cái ấm cổ của ta? Tại sao ta lại biết được nhỉ? Chắc chắn là các ngươi đã lấy trộm khi ta đang ngủ. Thì hôm nay ngươi chắc chắn chết trong tay ta rồi. Đánh nhau to rồi để đi người nào nghĩ chúng tôi. Cháu ngơ, dậy đi, dậy hai thằng chúng tôi đang đánh bạn của cháu. Đâu đâu rồi, nói chỗ nào? Kia hả? Vâng. Kia hả? Thế bà ở đây nhá, để cháu đi cứu thằng Tuấn á. Cháu đi đây rồi. Hạch cơ rắn. Có. Đến cháu thằng Tuấn lại. Thả tôi ra. Thế ăn được bà. Thả tôi ra. Ra ra ra. Rồi đó, ra cho ta.
Thả ta ra, ta không đi. Đánh nó. Đúng rồi, nhanh lên. Thả ta ra. Đau quá. Đó đâu ta. Đây. Tao đi. Đó nó kia. Đi. Thả ta. Thả ra cơ này. Bướng à? Nói cho tao biết. Đen thân màu đỏ, ngươi này ở đâu? Hách công quỷ đỏ gian dữ rồi. Thế bây giờ ai đến cứu được ngươi? Mày ngươi sẽ chết ở đây. Thả ta ra. Hách cơ thắng, đánh nó. Không thì các người sẽ bị chết. Ai là người chết rồi? Tôi là anh ta. Được phải đánh anh ta. Này ta sẽ đánh mày. Còn nữa thôi à? Đâu giờ thật ra tuyến đâu ở đó đâu thôi. Á, à, hai cơ đồ. Hai chỗ này. Hai chỗ này giờ. Ôi giời. Chẳng quá. Đâu rồi? Phải chết rồi. Chắc kia rồi. Nói ra, cụ già nói là thật à? Được rồi, hôm nay lại phải đánh nhau thôi. À, hai cơ chúa, hai cơ quỷ đỏ cứu lao tuấn nhờ. À, mày khá quá nhờ, ta đang đợi có thằng đến nộp mạng cùng nó đây. Lao tuấn, tỉnh ngay đi. Ô, hai cơ quỷ đỏ. Tại sao ông biết tôi ở đây mà ông đến cứu? Tao đây đang ngủ. Cổ già đã gọi ta. Bảo là người bị đánh nên ta đến cứu người. Hóa ra các người ở đây à? Thôi được rồi. Hôm nay người đến đây, ta sẽ cho hai người đoàn tụ, kết chung với nhau. Thế là hôm nay của người xác định rồi. Họ đã tuấn ra. À, khôn hồn đưa bóng điện thần ra đây cho ta thì ta sẽ thả La Tuấn cho ngươi, còn không á ngươi sẽ chết tại đây. À thế à? Hiểu đấy. Hách công quỷ đỏ không được đưa bóng điện thần cho nó vì đấy là báu vật của hách công quỷ đỏ. La Tuấn yên tâm, có được rồi, ta sẽ đưa bóng điện thần cho các ngươi thì các ngươi phải thả Tuấn ra. Được rồi, đưa đây cho ta. Hai cơ trắng, lên đấy. Tốt lắm. Thôi được rồi,
hacker trắng đâu, thả nó ra. Tại sao ngươi đưa cho chúng nó cái bóng điện thần đấy hả? Đập lên ngươi bị trò xoa này. Đập ngươi đánh lao xuống à? Cái bóng điện đấy là của gia truyền cho ông mà. Ngươi cứ yên tâm, bóng đen này chỉ là bóng điện dạ thôi. Vậy à? Đấy mới bóng điện thật đấy này. Bọn ngươi bị lừa rồi hả? À, ngươi dám lừa ta, tức quá. Nhưng không sao, tao vẫn còn cái ấm này, đổi giết hai người rồi. Lên La Tuấn, cung lối cho ta. Còn thầy, cứ để ta. Đi ra sau. Được rồi. Lên đánh nó. Là Tuấn, tôi nói cho tao, để ra này để ta. Con chúa à? Mất rồi. Cảnh quá. Cảnh quá. Cảnh quá.